các bạn đang nhìn trên thước phim là bột tre sau khi được cân định lượng thì chúng ta thêm vào hóa chất. Thì ba lọ đã được hóa chất, đựng hóa chất. Chúng ta có thể nhận thấy sự khác biệt giữa bột tre không được tẩy trắng và được tẩy trắng, ba sản phẩm khác nhau. Và chúng ta sẽ tiến hành hòa tan cái bột tre này ra và tạo màng phim. Chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt màng phim từ ba loại tiền xử lý bột tre khác nhau.